nó không là cái gì hết, nó không là cái gì hết. Bởi vì là vợ tôi hiện tại chưa có công ăn việc làm gì, chỉ có tôi là cái người kinh tế chính. Kinh tế chính thôi, thì tôi xin phép được nuôi hai đứa con. Bất cứ khi nào con cần về với mẹ, tôi đều cho con về. Và tôi xin phép được tài trợ cho vợ tôi mỗi tháng bao nhiêu tiền, cho tới khi nào phổ lập gia đình. Em nghĩ là dùng từ chu cấp. Đúng rồi. Dạ. Thì tại cái nhiệm vụ đó cuối cùng là thuộc về ông chồng kia chứ không phải đây nữa. Dù chúng ta không còn là vợ chồng nhưng chúng ta là những người bạn thân, và chúng ta có một trách nhiệm đối với con cái của mình. Khi mà anh chu cấp được khoảng chưa tới nửa năm thì cô ấy đã lên xe hoa đi về nhà chồng. Thì lúc đó anh mới gọi điện cho cổ, anh mới chúc cho cổ. Xong anh mới vui và nói là em ơi, hãy công nhận anh cảm ơn em nha. Chứ không phải anh cảm ơn gì, nên là anh cảm ơn đã rút ngắn cái thời gian chu cấp của anh xuống. Chứ nếu mà cổ 10 năm không lấy chồng thì có phải là anh chu cấp anh 10 năm không? Ừ, có vẻ như là cả hai em đều nhận được rất là đầy đủ tình thương đến từ cha và mẹ luôn. Ngay từ nhỏ nó ở với mình, nó đã theo ba, rồi lúc nào ngủ nó cũng bên cạnh ba, cái được ôm nó, được hôn nó. Nhưng em phải thấy là khi mà dần dần bé lớn lên, nó bắt đầu nó trưởng thành, thì bây giờ là một bạn đã lớp 10, một bạn lớp 9 rồi. Cái sự mà gần gũi nó không còn nữa. Nó cảm thấy lạ lắm mà mỗi khi ba ôm nó. Mỗi lần mình đón nó đi học về, cái mình chạy tới, hơi ôm con, cái nó hơi xô xô nhẹ ra, ba, về nhà đi. Khi mà nó ở cái lứa tuổi đó rồi, mình không còn được tiếp cận nó nữa. Mà mình phải nói chuyện với nó như người đàn ông với nhau. Thậm chí là anh nói trong cái việc dạy dỗ cũng rất là nhiêu khê. Mình bây giờ đâu có thể nào dạy con theo cái kiểu truyền thống của ngày xưa là con. Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12/2020 đây, và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Tôi tên là Đạt Phi, hiện đang làm công việc về lồng tiếng phim, và công việc này nó đã theo tôi hết mấy mươi năm rồi. Nếu mà nói một cái câu nào đó để cho các bạn có thể liên tưởng đến thì mình có thể nói một cái câu như thế này: tại vì mình lồng rất là nhiều phim nhưng mình không thể nào nhớ hết được, thì mình có thể chọn một cái nhân vật nào đó để cho các bạn dễ nhớ thôi. Ví dụ như là Tài Hạ là Triển Chiêu, Ngự Tiền Tiết Phẩm Lưới Đao Hộ Vệ, hôm nay gặp chuyện bất bình cho nên mới bật đau tương trợ. Bất đau tương trợ, câu đầm lòng của Triển Hậu Vệ luôn á. Cứ mỗi lần mà là nghe giọng nói của anh Đạt Phi á, ở một cái không gian bình thường thôi, em cũng có một cái cảm giác rất rất là hoài niệm luôn. Sẽ là tới lúc mà là anh hoài niệm một tí xíu. Lần đầu tiên khi mà là biết tin là mình sẽ được làm bố, cảm giác anh như thế nào? Nói theo kiểu quảng cáo, cảm giác rất là do mốt. Cảm giác rất là do mốt. Là lúc đó thì mình đang đi công tác xa, chưa có về kịp hay tin là vợ mình sanh. Mà thật ra mà nói cái dự báo sanh á thì nó không bao giờ chính xác như cái ngày sanh. Mà thật sự mà nói mình rất là thích bé trai, lại báo tin là sanh em bé trai. Mình nghe tin mình háo hức, mình nói chung là làm sao ta, cái cảm giác nó lạ lắm. Mình phải hoài niệm lại chút xíu nữa, ngược lại thời gian nữa, là ngày xưa á, là trước khi mình lấy vợ thì mình cũng suy nghĩ là không biết là cái người vợ mình mặt mày ra sao. Cái cuối cùng cái mình cũng lấy vợ rồi, mình cũng biết mặt vợ mình. Rồi xong khi vợ mình có bầu thì mình cũng mong mỏi là không biết cái bản mặt nó như thế nào. Có giống mình hay là giống mẹ nó, Vậy thì là trong cái quá trình đó mà là mang bầu thì anh có thấy là chị có thay đổi không? Mỗi người nó sẽ có cái nghén khác nhau. Còn vợ của anh thì anh thấy không có bị nghén gì hết. Cổ ăn uống bình thường. Có cái là thí dụ như nghén tiền thì có. Tháng mà không có thấy mang tiền bạc thì về. Là bậc á ha? Bậc á. Đó, kiểu gì đó. Thì cái đó như ai cũng ngán á, vợ ngán chung á. Vợ nào ai cũng ngán á, và vợ nào cũng ngán gì á. Thì là chị vẫn ăn bình thường hết. Vẫn ăn bình thích thường. Thích cái gì là ăn cái đó. Đúng rồi. Khỏe lắm rồi đó. Nhiều người ta không ổng nổi. Mà có một cái ngộ lắm nha. Mỗi khi mà người phụ nữ có bầu, tăng trọng nó sẽ rất là cao, thấy không? Có người thì lên khoảng mười mấy ký, có người hai mươi mấy ký luôn. Nhưng mà ngộ lắm. Thì lúc đó bà xã của anh là một người phụ nữ nhìn cũng rất là đẹp. Khi mà cổ có bầu đứa đầu tiên là nhìn không ra cổ luôn.
tự nhiên cái chân mày lợt đi, mất tiêu cái chân mày. Nhưng cái mũi bình thường cao dễ thương lắm, cái bỗng nhiên bây giờ chỗ này nó có nguyên cục đỏ tươi, có nguyên cục đỏ tươi giống như là chú Hề. Và cho tới khi nào xanh thì bắt đầu nó mới dấu hiệu nó mới hết. Tới lứa thứ hai thì mình lại mong chờ là cái mũi nó đỏ lên thì khóc. Để chụp hình hay gì anh? Cô vẫn đẹp nhưng nó ngộ lắm nha, là cái những cái chỗ mà cái những cái chỗ mà nhượng nữa là nó sẽ đen thui. Nó bị đen hết, cho nên là mình phải thông cảm. Mình kể ở đây để mà các ông bố bà mẹ, ông bố trẻ thì cũng phải thông cảm khi nhìn thấy hình hài của vợ mình như vậy á, là mình phải thương nhiều hơn chứ đừng nói trời ơi vợ mình bi kịch quá, thôi để ra ngoài kiếm cái khác mà cái đó bi kịch hơn nữa đó. Khi mà hay tinh sanh á, mình không có về được, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình về á thì mình nhìn nó đỏ hỏn nằm trong cái nôi á, thực sự mà nói mình có một cái cảm giác nó rất là kỳ lạ. Có vợ có con thì các bạn sẽ có cảm giác cũng giống như mình á. Trước đây mình rất là tham sống sợ chết, nhưng mà khi mình nhìn hình hài đứa nhỏ thì mình lại có suy nghĩ là cái tình yêu mình dành cho nó nhiều quá. Mình có suy nghĩ nếu như có thể đánh đổi cái cuộc sống của mình, để mà nếu mà gặp cái tình huống như vậy á thì mình sẵn sàng đổi lấy cái mạng sống mình để mà được đứa con của mình. Mình đã thấy rằng là cái tình yêu thương của cha mẹ mà dành cho bản thân mình, và bây giờ mình nhìn lại đứa nhỏ là mình hiểu lại được cái công ơn của cha mẹ mình như thế nào. Tại sao có thể nuôi được mình trời? Đúng nhiều rồi. Lúc á, tại vì là em cũng có con em hiện tại bây giờ là nó cũng được 2 tuổi rồi. Nó quậy lắm anh, nó quậy đến cái mức độ mà nhiều khi á, em bước về nhà là em nói ba ơi, nghe đã ha. Mình tưởng tượng vậy, không, về nhà nó liền đồ chơi vô mặt em liền. Đó là nó không thích trong về nhà đó, nó không thích trong về nhà nữa. Nhưng nó không thích, nó thấy trộn rồi là biết rồi. Nhưng mà ngộ nha, khi mà mình đối diện với lại những cái điều đó, nó giống như là cái cảm giác mà anh Đạt Phi vừa mới kể luôn á. Đối với lại em, khi mà em nhìn con em đầu tiên, em chưa biết thương đâu. Nhưng mà là càng lúc khi mà tụi em có những cái sự tiếp xúc với nhau á, tự nhiên em mới bắt đầu biết thương và em thấy là mình muốn dành hết tất cả mọi thứ. Đúng rồi. Cho đứa trẻ này. Anh kể có một câu chuyện hài. Tới khi mà bé bắt đầu lớn chập chững là phải đi nhà trẻ, mẹ bé đòi chở bé đi, thì anh lại rất lo, tại vì cái hệ thống giao thông của Sài Gòn mình thì nó rất là kinh khủng. Một lần chưa chở, bà tự đi một mình thôi, thì anh mới rình rình anh chạy theo sau để chi quan sát coi bà chạy sao, bà chạy có an toàn không. Thì anh thấy bà chạy nhiều khi bà quẹo, mà bà bật đèn xi nhan chỗ này mà bà quẹo chỗ khác á là mình thấy không ổn rồi đó. Xong cái về anh mới nói với bà xã là em ơi, anh thú thiệt với em là anh không thể nào để cho em chở con đi được. Ủa sao vậy, em chạy bình thường á? Không, anh biết chạy bình thường, nhưng mà cái xung quanh á, cái bối cảnh xung quanh nó không có được bình thường đâu. Em sẽ không có cái phản xạ nhanh giống như tụi anh. Cho nên là thôi, thì để gì nữa anh đi làm và anh chở con đi luôn. Rồi khi nào mà đón con về thì anh đón con về. Em khỏi. Hoặc khi nào mà anh bận quá, anh đi công tác hay gì không thể chở con được, thì em vui lòng gọi taxi. Kẹt cỡ nào anh cũng sẵn sàng chi tiền cho em đi bằng taxi, chứ không thể nào đi bằng xe gắn máy được. Cái đó là bé đầu tiên. Anh kể thêm một cái bé thứ hai là bé gái. Thì tụi anh là sinh năm 1. Khi anh lập gia đình thì nó cũng hơi muộn màng lắm rồi. Nó qua khỏi thời kỳ trai trẻ, khoảng 36, 37 tuổi rồi. Thì mình nghĩ là đã có con thứ nhất thì nên tiếp tục có đứa thứ hai đi, chứ không phải để quên. Thì lúc đó gặp cái tình huống là mới 4-5 giờ sáng là bà xã có cái dấu hiệu sinh rồi. Đó, thế là tức tốc chở vô bệnh viện Từ Dũ. Trai biết là ở đó và cứ tràn trọc cho tới gần 7 giờ tối, là cả ngày luôn. Mình ở trong đó mình tức trực, đang chờ như vậy tự nhiên cô y tá bước ra mặt. Tự nhiên mình nhìn thấy mình nhớ tới Phi Hồng Công. Khi mà mấy bác sĩ mà ra báo tin mà không được vui á, mình rất là hồi hộp. Thì mọi người đang chờ nè. Cái bà ra bà nói, ai là người nhà của cô gì gì đó? Chồng cô ấy tên là Nguyễn Đạt Phi. Dạ em là chị. Dạ em là chị. Cái mời vào trong. Mà cái gương mặt không có biểu hiện. Mời vào trong. Thì trong đầu của anh lúc đó là anh luôn nghĩ tới cái câu là xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mình nghe nghe quá, mình nghe nghe quá. Rất là sợ cái câu đó. Khi vừa tới cái phòng đó thì lúc đó cậu mới nhoẻn nụ cười, cậu nói là vợ anh đã chọn sanh có gia đình, cho nên là anh sẽ được chứng kiến vợ anh sanh. Trời ơi, hú hồn hú vía. Hú hồn hú vía luôn. Thôi thông báo gói sanh đâu mà làm gì nghiêm trọng chứ. Khi mà vô thì mắc cười đó, thêm một cái trận cười thứ hai là bà xã nằm đó nói, ủa em, anh phải nhìn thấy như vậy hả? Nó em muốn có anh thì nó đỡ cô đơn hơn. Nó rồi anh đứng đây. Xong cái cổ mới nói là
anh ơi, bây giờ muốn sanh lắm rồi. Chứ nó ừ thì em muốn sanh thì em sanh đi. Tao không biết chi. Và bác sĩ nó không được. Bây giờ là chưa có cái kiểu này dấu sanh, dấu sanh. Chứ bây giờ mới có khoảng 6-7 phân thôi, chưa sanh được. Phải 10 phân mới được. Nó biết 6-7 phân là cái gì. Thì nó vậy thôi em ráng chờ đi, bác sĩ nói gần rồi. Không, vậy em không chờ được nữa, em phải sanh thôi. Cái anh nó quen nó nhỏ nó. Em nhắm xanh được càng cuối, em nhắm xanh được càng cuối. Ôi ơi, người ta xanh nở mỏng. Ê, nhắm xanh được xanh nha. Cái cảm giác của anh khi mà thấy đứa con mình vừa mới toát luôn á, thì thấy sao? Cái cảm giác đầu tiên rất là lạ lắm. Mình coi phim nhiều rồi, mấy cái vụ xanh mình cũng có coi, nhưng mà nó không có giống như cái mình đang chứng kiến đâu. Thí dụ như khi mà đứa bé nó lọt lòng ra, nó không có được như cái màu da mà mình tưởng tượng. Nó hơi màu, hơi tái tái. Rồi xong rồi bác sĩ lại cầm lại đi. Trời, mình thấy mà bác cầm con mình mình thấy sợ luôn, tại dốc ngược lên vậy nè, không biết mà trong khi mình làm thấy mở đỡ thì mắt cầm vậy đó, xong mà ấy nước rồi nó mà vô xong á đứa nhỏ mới khóc, thì cảm giác nó lạ lắm, vẫn nhớ tới bây giờ luôn, mà mãi sau này lúc nào mình cũng luôn luôn ôm nó, thì trai cũng biết rồi, ôm đứa con nó sướng lắm, hôn nó nghe cái mùi thơm của sữa, nó rất là thú vị. Bà xã của mình á thì không được phép cho con bú, bởi vì lúc đó cổ đang bị một cái căn bệnh gọi là viêm gan CBB, thì bác sĩ khuyên là không nên cho con bú mẹ. Mình là luôn luôn túc trực để mà bón sữa cho bé. Thì cổ thì sanh con thì cũng mệt mỏi, cho nên là dường như tối nào anh cũng là người đi pha sữa cho con. Lúc đầu thì vợ còn chỉ cách pha, sau đó thì trở thành chuyên nghiệp, biết lượng sữa như thế nào vào buổi tối và khi nó bú thì cỡ nào, khoảng bao nhiêu tiếng thì bắt đầu nó đói nữa. Đó, ngày lần đầu tiên mà em bé bú sữa xong tự nhiên cái nó ọi ra đường miệng, mà nó ọi ra cả đường mũi luôn, thì cái người mẹ bao giờ cũng rất là hoảng, tại vì đứa con đầu tiên mà mình đâu biết nó như thế nào. Bà xã mình khóc lóc lo lắng và kêu mình anh ơi phải như thế nào giờ. Thật ra lúc đó mình cũng bấn loạn luôn, đàn ông mà phải ráng bình tĩnh, không sao đâu, thì có gì tới bệnh viện cho bác sĩ coi, thì mới biết là bé bị viêm họng. Thì mỗi lần mà bé bị như vậy là mình đều để ý nguyên nhân sao chăm sóc cho hai bé riết rồi mình cũng rành luôn về cái mỗi lần mà khi mà bé nó ỏi viêm họng rồi đó em đó. Khi nào mới dùng kháng sinh, khi nào mà bé bị viêm họng nặng thì chúng ta mới dùng kháng sinh và phải cho bé uống đúng liều. Em biết là cái bé hay bị tay chân miệng, đó cái đợt đó thì cái đợt đang dịch tay chân miệng rất nhiều, thì con anh lại đang học trong một cái trường mà một lớp như vậy thấy 40 mấy bé rất dễ lây mà lại không lây nha. Anh mới thấy sợ quá, anh mới rút con ra khỏi trường đó, anh mới đưa vô trường quốc tế học, nó vắng hơn, chỉ có 10 mấy bạn thôi. Vừa tới trường quốc tế đó, qua hôm sau bị tay chân miệng. Người tính không bằng trời tính nè. Đó, con anh vừa bị là anh dẫn đi bác sĩ ngay. Nhưng mà em biết không, mình chứng kiến con mình bị nó đau đớn lắm. Tại vì sao? Nó bị lỡ môi, lỡ miệng, nó không ăn không uống được gì và nó nhìn thấy cái gì nó cũng thèm. Thậm chí bữa hôm đó anh đang ăn mì gói thì nó đứng mới có 4 tuổi thôi, ba cho con ăn, con đói quá. Ê, không, con bị lỡ nó, con ăn vô nó đau lắm. Không sao đâu ba, tại vì nó đói quá. Mình ráng chịu mới đút vô thấy rồi nó khóc thét lên rồi. Đau lòng, mà cái căn bệnh lại lây, nó lây luôn cho cả bé gái. Đó, hai đứa con, và anh phải thức suốt đêm, tại anh sợ là để coi cháu có bị sốt không, và bao nhiêu độ để uống, để hạ sốt lại, thức suốt đêm. Mà bác sĩ nói một tuần nếu nó qua được thì nó qua. Thì lúc đó anh lại nguyện là nếu như mà hai đứa con anh nó qua khỏi cái căn bệnh tay chân miệng này thì anh sẽ cạo đầu, thì anh sẽ cạo đầu. Và đúng như vậy, khi mà cạo luôn tại vì cái chuyện tóc nó sẽ mọc lên. Còn con mình quý nó. Đối với anh cho tới sau này mà công việc tất bật rồi cũng đi sớm thì về trễ này nọ, nó xảy ra nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng thì sau 10 năm chung sống nhau thì cuối cùng là tụi anh chọn cái con đường là chia tay. Anh không biết là những cặp vợ chồng khác khi họ ly dị như thế nào, nhưng tụi anh thì rất vui vẻ. Là tụi anh luôn thỏa thuận là cuối tuần là chở con về, lúc nào cũng vui vẻ nhau, con cái cũng nghĩ rằng là vì khi con anh á bây giờ nó mười mấy tuổi nè, nó mới hỏi ổ ba tại sao mình phải ly dị, tại sao ba mẹ con thấy vui vẻ vậy, tại sao mình phải chia tay. Thì nếu mình giải thích sâu xa thì con nó sẽ không hiểu đâu, mình chỉ nói nôm na thôi. Ở trường con có chơi với bạn không? Có. Thì tụi con chơi thân đúng không? Tụi con chơi rất thân, chia sẻ ngọt bùi nhau hết. Nhưng tới một lúc nào đó con thấy rằng là bạn đó hình như là không có phù hợp với con nữa,
thì tụi con nghỉ chơi đúng không? Ừ, đúng rồi. Tao cũng giống tương tự giống vậy đó. Nhưng mà sau này con lớn con sẽ hiểu nhiều hơn. Nếu mà nói về vấn đề chia chác ở đây, nó không là cái gì hết. Nó không là cái gì hết. À, bởi vì là vợ tôi hiện tại chưa có công ăn việc làm gì. Chỉ có tôi là cái người kinh tế chính. Kinh tế chính thôi. Thì tôi xin phép được nuôi hai đứa con. Bất cứ khi nào con cần về với mẹ, tôi đều cho con về. Và tôi xin phép được tài trợ cho vợ tôi mỗi tháng bao nhiêu tiền cho tới khi nào cổ lập gia đình. Em nghĩ là dùng từ tư cách. Đúng rồi. Dạ. Thì tại cái nhiệm vụ đó cuối cùng là thuộc về ông chồng kia trong cái đây nữa. Dù chúng ta không còn là vợ chồng nhưng chúng ta là những người bạn thân. Và chúng ta có một trách nhiệm đối với con cái của mình. Khi mà anh chu cấp được khoảng chưa tới nửa năm thì cô ấy đã lên xe hoa đi về nhà chồng. Thì lúc đó anh mới gọi điện cho cổ, anh mới chúc cho cổ. Xong anh nói vui và nói là: em ơi, hãy cùng nhờ anh cảm ơn em nha. Chứ cổ anh cảm ơn gì. Nên là anh cảm ơn đã rút ngắn cái thời gian chu cấp của anh. Chứ nếu mà cổ 10 năm không lấy chồng thì có phải là anh chu cấp anh 10 năm không? Ừ, có vẻ như là cả hai em đều nhận được rất là đầy đủ tình thương đến từ cha và mẹ luôn. Như từ nhỏ nó ở với mình, nó đã theo ba, rồi lúc nào ngủ nó cũng bên cạnh ba, cái được ôm nó, được hôn nó. Nhưng em phải thấy là khi mà dần dần bé lớn lên, nó bắt đầu nó trưởng thành, thì bây giờ là một bạn đã lớp 10, một bạn lớp 9 rồi. Cái sự mà gần gũi nó không còn nữa. Nó cảm thấy lạ lắm mà mỗi khi ba ôm nó. Mỗi lần mình đón nó đi học về cái mình chạy tới: ơi ôm con. Cái nó hơi xô xô nhẹ ra: ba, về nhà đi. Khi mình nó ở cái lứa tuổi đó rồi, mình không còn được tiếp cận nó nữa. Mà mình phải nói chuyện với nó như người đàn ông với nhau. Thậm chí là anh nói trong cái việc dạy dỗ cũng rất là nhiêu khê. Mình bây giờ đâu có thể nào dạy con theo cái kiểu truyền thống của ngày xưa là con phải như thế này, con phải như thế kia, đụng cái là con phải cúi xuống, quất. Không có. Mình phải nói chuyện nó như những người lớn với nhau và phải tôn trọng nó thì nó mới có thể tôn trọng mình được, nó mới có thể nghe lời mình được. Đó, thì cái cách của anh nó nửa phương Tây và nó nửa truyền thống. Nghe anh kể sơ sơ thôi chứ cái cách anh dạy con có vẻ như là dễ nhưng mà không dễ nha. Khó nhưng mà không khó nha. Đúng. Có nghĩa như là cái nào nó phải đúng ý anh. Đúng rồi. Ê, vậy là đúng nha, thì nó mới ok. Đúng rồi. Vậy thì là có một lần nào đó mà là giữa mấy cha con là nó không có sự thống nhất không? Có chứ. Nhau luôn. Có. Cái lần đó là thật sự mà nói là mình nói để thuyết phục con là phải nghe lời mình. Một cái chuyện gì đó thì nó bật lại. Nó bật lại mình thấy mình tức, tự nhiên cái máu phong kiến nó nổi lên. Cái máu gia trưởng nó nổi lên. Kia mình nói: tại sao con cãi lại ba? Con là con mà tại sao con cãi ba? Tức sáng nó mặt ta. Làm cái bớt. Cái nó im nó không nói gì hết mà nước mắt nó chảy ra. Cái tự nhiên mình hối hận quá anh. Nó sao lúc hối hận chưa đâu. Hối hận. Chưa hối hận đâu. Xong lúc đó khi mà ngồi một hồi thì cái sự nóng giận, cái cơn giận mình nó chìm xuống. Khi mình nhớ lại những cái câu đối thoại giữa cha con thì mình thấy rằng là nó đúng chứ không phải là mình đúng. Mình đã áp đặt nó theo cái ý của mình. Thì mình nghĩ một là mình im luôn, hai là mình phải xin lỗi nó. Mà cái chuyện xin lỗi là không bao giờ thằng cha mà đi xin lỗi đứa con. Anh dẹp xuống, anh dằn xuống. Anh mới nói: Ben, là ba nói chuyện trong cái chuyện vừa rồi á, thật ra là con đúng, con không sai một chút nào hết. Mà ba là một người sai, con cho ba xin lỗi nha. Khi anh nói xin lỗi nó càng khóc hơn. Nhưng nó không khóc thành tiếng, nước mắt nó tuôn ra. Xong rồi nó khoác vai mình. Trời ơi, một chuyện cử rất đàn ông. Không sao đâu ba. Không có sao đâu. Em phải đang tưởng tượng. Không sao đâu ba. Tôi cũng bính lại cái nha. Trời ơi. Vậy như coi đâu phục quá rồi đó, để coi đâu. Anh có định hướng là sẽ cho con đúng rồi, đúng rồi. Đi theo đang tính hỏi luôn. Rồi đây. Đang tính hỏi luôn á. À, thường ta nói cha ăn mặn con khát nước. Thì hai đứa con anh nó cũng trong tình trạng đó. Có nghĩa là anh nhìn thấy ở bé nó không có thiên hướng gì theo con đường của ba nó hết. À, ngay từ nhỏ thì nó cũng có lòng tiếng, nhưng anh vẫn thấy là con nó lòng là bởi vì nó giúp ba thôi. Cái kiểu mà nó đam mê thì anh học nhìn thấy sự đam mê đó, anh luôn luôn tôn trọng, bởi vì ngay từ nhỏ anh cũng thích một cái gì đó và anh muốn làm theo con đường đó, cho anh không muốn người khác định hướng cho anh. Đơn cử như ngày xưa chị anh là học theo định hướng, chị học rất giỏi, nhưng mà khi chị đậu cái mà học ở cái trường nào, thi vào trường nào đó là do định hướng, cho nên là khi chị học nó không có ra, nó không có làm đúng cái ngành nghề của mình. Còn anh là anh đi một đường, cho nên anh mới nói với con là sau này con hãy chọn con đường của mình đi, chứ là ba không có phải bắt ép con. Thí dụ như trong vấn đề học đi, con nó nói là con không thích học cái này, con không thích học kia. Nên bây giờ con thích học gì?
trong các môn học. Con thích môn toán, ok. Tiếng Anh, rồi, còn gì nữa không? Không. Vì con tập trung vào hai môn đó. Cái gì con thích thì con đeo theo. Còn cái nào con không thích, con cứ học cho biết thôi. Thì bây giờ thì đúng là như vậy. Là hai cái môn bạn ấy thích thì hai bạn ấy học rất là tốt. Thì nếu như mà sau này em vẫn chưa biết là bây giờ là anh đang trong mối quan hệ là chuẩn bị bước thôi. Thì nếu như mà là anh có chuẩn bị đi thêm một bước nữa thì là em vẫn thấy được rằng là hai bé sẽ hiểu và hai bé vẫn sẽ tôn trọng cái quyết định của anh. À, có bao giờ anh tự đặt vào một cái trường hợp như thế, lỡ xong cái hai đứa giờ ba lấy vợ nha, rồi xong cái hai đứa ôi con muốn ba lấy vợ đâu, thôi ba ở đây với con đi. Đúng rồi. Nhiều khi anh bước ra khỏi nhà anh ấy Ben à, ba đi nha, ba đi công việc, ba đi chơi. Ủa ba đi chơi đâu vậy ba? À, thì ba đi với bạn gái ba. Ủa ba có bạn gái nè hả? Ủa lạ vậy, sao bạn lạ vậy? Mẹ bạn có chồng rồi thì ba phải có bạn gái, rồi tương lai ba phải có vợ chứ. Rồi thí dụ chừng nữa ba có vợ thì được không? Không hả, vô lý. Tại sao ba lại không được quyền có vợ? Nó nói con không biết giải thích tại sao nhưng mà con không thích ba có vợ. Anh nói bất công, quá bất công đối với ba. Cũng đặt thêm tình huống nữa thì bạn mới nói là con không biết nhưng mà con phải thích mới được. Chết chưa, phải qua ban giám khảo nữa thì mới... có nghĩa là anh lấy vợ là hai đứa con không thích mới cho lấy. Nó không thích thì sao lấy. Cái gì chừng nữa thì mình cứ về cái mặt là mặt nặng mày nhẹ nhìn đi ngang. khó sống nữa. Đưa ra rất nhiều tình huống với con anh. Anh nói Ben, con thương ba không? Nói, đương nhiên. Hãy nói đương nhiên chứ không là con thương ba. Na thương ba không? Con rất thương ba. Thì sau này khi ba già rồi đó, ba không còn làm có tiền nữa thì tụi con có nuôi ba không? Đương nhiên. Nói, vậy một tháng Ben cho ba được nhiêu? Không suy nghĩ, một tháng con cho ba 5,000 đô. Tôi nói trời ơi quá hạnh phúc, vậy ba không cần phải kinh doanh gì nữa. Còn Na, con cho ba 3,000 đô. Một tháng là bà có 8,000 đô, ngon lành. Chết luôn. 10 năm nữa, chỉ cần 10 năm nữa thôi là Đạt Phi sẽ có 8,000 đô mỗi tháng. Xong, mình hỏi nó, con, bây giờ thêm một tình huống này nữa nè. Chừng nữa con có vợ, con rất yêu vợ con, nhưng ba sống chung với con. Con vợ con không ưa ba, bởi vì con quá thương ba, chia sẻ tình thương của nó. Thì nó với nói với con là, nó muốn tống khứ ông già này đi, thì con giải quyết sao? Con chui gác quá. Không biết sao không, đây giống như là bệnh nghề nghiệp vậy đó, tại vì làm tiếng phim nhiều quá, gặp nhiều trường hợp quá, không đặt luôn. Dạ. Bệnh nghề nghiệp tôi biết luôn. Con em là con em nhỏ mới trả lời sao này. Chưa, thằng nhỏ mới nói là thằng nhỏ có giải pháp liền. Đâu sao đâu ba, con sẽ nói chuyện lại với vợ con, con sẽ khuyên nhủ cậu. Ồ hay quá, nhưng con có khuyên cỡ nào cậu cũng không đồng ý. Cậu nói một là thằng cha già đó đi, hai là em bồng con ra khỏi nhà. Con giải quyết sao? Cái em biết lúc đó nói sao không? Tội lắm. Cái này căng hả ba? Thôi chừng nữa con lớn còn trả lời ba đứa. Hay á, trời ơi, cực kỳ thông minh, nó đâu có giỡn đâu. Sao cái anh bên đây? Ok, ba hiểu rồi. Ba hiểu cuộc đời ba rồi con, ba cảm ơn. Thôi thì bây giờ là mình vô cái phần đàn ông của mình luôn đi. Cái câu chuyện là bây giờ là mình cứ thẳng là mình có bao nhiêu tội thì mình cứ nói thẳng ra hết. Đàn ông mình có nhiều tội lắm. Ví dụ như là đàn ông mà thì bao giờ cũng đi ra ngoài làm việc, bao giờ cũng hay thấy mà những cái bóng hồng nào đó. À, mình tâm, mình tia, mình xài tâm rồi mình tia. Rồi xong rồi cái cũng say nắng hay là gì đó. Anh cũng gió xài tàu xe đúng rồi. Hoặc là mình say việc cái lại mình lại về trễ. Vợ mình muốn nhờ mình mua cái gì đó để mình mang về thì mình lại không nhớ. Mua đồ cho con mà không mua cho vợ chẳng hạn. Phía anh Đạt Phi, dù câu chuyện của anh có tạm gọi là không có được trọn vẹn lắm theo suy nghĩ của nhiều người, nhưng mà là đối với trai đây lại là một cuộc sống rất là trọn vẹn, bởi vì ít nhất là anh Phi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với lại những người con của mình, và quan trọng hơn hết là đối với lại tạm gọi là vợ cũ đi nha, anh vẫn hoàn thành tốt cái trách nhiệm đó. Quan trọng là cái cách của chúng ta đối diện với lại vấn đề như thế nào thôi. Giờ phút cuối cùng của chương trình thì anh Phi có điều gì muốn chia sẻ với các bạn khán giả? Thông qua chương trình thì Đạt Phi cũng muốn gửi đến các ông bố hiện tại và tương lai là chúng ta phải luôn trân quý tất cả những gì mà chúng ta có được từ vợ, từ các con thân yêu của mình. Hãy nên nhớ rằng là người phụ nữ dù đúng dù sai thì cũng đều đáng được trân trọng.